Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài đầu tiên về 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 HTML nha. Đây thí dụ đây là một cái trang HTML chúng ta khởi tạo nó và cái phần mềm chúng ta dùng là cái phần mềm gọi là Notepad. Plus Plus đây các bạn nhìn thấy không. Notepad Plus Plus và chứ, và muốn dùng nó thì chúng ta chỉ cần download duy nhất cái phần mềm này. Đây là cái phần mềm miễn phí và download nó thì muốn download chúng ta vào Google và search Notepad Plus Plus và và và, và chúng ta download nó là phần mềm miễn phí. Thành ra là download nó rất nhanh, nó nhỏ, mất phút mấy phút là chúng ta download xong. Và download xong thì chúng ta sẽ tiếp tục mở một cái file. Chúng ta tạo một cái file uh, Notepad mới. Đây là cái chỉ chẳng qua chỉ là một cái text editor thôi đúng không nào? Đây, chúng ta tạo bằng cái uh, chúng ta cần khởi tạo bằng một cái ấn vào đây và làm một cái new document và tí nữa tôi sẽ nói tiếp về cái, cái 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 cái, đặt tên cho cái file này như thế nào chúng ta mở ra và đặt tên xoay nó vào index và desktop xoay nó ở trên desktop nhé được không rồi và bây giờ bước vào cái cái cái, cái file HTML thì đầu tiên chúng ta cho nó có cái dòng này Doc type, và đây mở ngoặc đây những cái này những cái những cái này nó gọi là cái cái tắc nha tắc tắc mở tắc và tắc đóng tắc thì đấy chúng ta sẽ là cái tắc ở đây là đầu tiên dấu chấm than này Doc HTML để cho, cái browser tức là cái trình trình duyệt cho cái, phần này tôi dùng cái trình Google Chrome trình duyệt Google Chrome để mà 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 hướng dẫn cái bài này các bạn cũng có thể làm bằng Google Chrome hoặc là các cái browser khác không quan trọng nhá có thể là Firefox hoặc là Internet Internet Explorer và đầu tiên là các bạn sẽ gõ nguyên cái dòng này vào và chúng ta và đây tôi sẽ giới thiệu đây là HTML đánh. đây cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ HTML bao giờ nó cũng gồm có những cái tắc đúng không nào đây là mở tắc để báo cho đây là bắt đầu cái văn bản HTML thì nó có cái tắc mở là bằng html đây và đóng lại như thế này đóng lại thì nó có cái dấu sược ở đằng trước đây để chưa cái tắc ở trong nó trong cái, cái, cái ngôn ngữ html nó thường đi thành cặp nhé cũng một vài có một cái vài tắc một vài cái loại tắc thì nó không có cặp nhưng mà đa số thì đa, đa phần nó có cái cái cặp nó đi theo cặp thì tắc mở đây mở tắc mở và tắc đóng tắc đóng thì nó cũng như thế nhưng mà có thêm cái số sược ở đằng trước được ngược chéo ngược và cái văn bản html thì nó gồm có hai phần, phần này. nó gọi là phần head là phần header, head đấy phần head thì nó mở như thế này và có phần body cái phần head là những cái phần mà nó mang tính nặng tính kỹ thuật và nó báo cho cái browser nghĩa là cho thí dụ cho Google Chrome hoặc cho những cái phần cái trình duyệt biết nhiều cái thông tin và cái này thì chúng ta sẽ uh, sẽ nói về phía sau về sau nhưng mà chủ yếu trong những cái bài đầu thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần body cái phần body này có nghĩa là cái phần uh, nội dung nội dung uh, của văn bản mà cái, cái phần này thì là những cái phần mà uh, người 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 sử dụng sẽ nhìn thấy nó hiển thị trên trang web còn uh, cái phần này uh, này thì uh, hôm nay ta học tiếp trong cái phần hit này hit phần uh, phần uh, phần phần đầu này thì nó phần, phần phần hit này thì chúng ta có uh, cái tắt gọi là title đây nhá hôm nay chúng ta học title và ta thử đã thử xem là cái yeah. trong cái phần trong uh, đây chúng ta đã nói là cái cái, cái 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 tắc thì nó có tắc mở và tắc đóng và ở giữa thì có phần uh, chúng ta gõ thử và nội dung Được chưa và chúng ta lưu lại văn bản này nhé chúng tôi ta, ta sẽ xây lại cái văn bản này xem này đây tôi ấn vào file xây này xây s xoay s và chúng ta muốn chúng ta nhớ là đây là cái hộp mà cái hộp hộp file phải không thì chúng ta chúng ta phải chọn cái kiểu là kiểu đây kiểu hạ uh, kiểu uh, gọi là đây chúng ta chọn thế nhìn được không đây cái kiểu này mình phải chọn cái kiểu này nhé là cái kiểu mà của cái cái file siêu văn bản đấy <laughs> cái, cái file của trang web thì là nó là kiểu hypertext markup language ở đây được chưa chúng ta phải chọn đúng vào cái này và chúng ta chọn vào desktop nhé desktop và xây nó đặt tên nó là index.html này và ấn save được chưa? save đây nó bảo already exist thì thôi thôi, thôi. cứ đè thằng đó vào nhé và bây giờ để bây giờ các, các bạn chú ý là là chúng ta đã biết đặt đặt tên cái file này và đã mở được một số và chú ý chúng ta chúng ta hãy làm 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 uh, 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 được rồi, tôi sẽ Đây chúng ta cứ gõ nguyên văn như này này cách cái gõ có thể là như thế này nhé Đây, chúng ta còn có trong Notepad Nó có những cái những mở và cái đóng Để cho nó gọn lại cũng rất rất là tiện được không Đầu tiên các bạn gõ cái cái đốc Time này đã, đúng không Xong rồi chúng ta đóng lại mở html và có cái tắc đóng html tương tự như thế này và và đóng lại và sau đó chúng ta gõ nguyên văn và chúng ta nhớ là html thì nó ở bên ngoài cùng và sau đó thì nó có phần head đây và body thì nó còn rỗng chúng ta chưa có ghi gì vào body còn trong cái phần head thì chúng ta ghi uh, chúng ta mở cái tắt title đó ra để, và đóng lại và ở giữa thì ta ghi là this is title và bây giờ chúng ta thử xem cái cái trang web này nó 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 nó, nó hiển thị như thế nào nhé thì bây giờ tôi uh, muốn, uh, muốn 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 uh, bây giờ tôi sẽ mở cái desktop của mình này. Đây desktop đây và chúng ta nhìn thấy có một cái đây văn bản index này và chúng ta chỉ việc click chuột phải vào nó này, open with gì đó, đúng không? Open with thì ta chọn tôi tôi chọn Google Chrome đây. Open with thì tôi chọn open bằng Google Chrome. các có nhìn thấy không nhỉ? Đây tôi đưa cái này màn hình vào đây nhé. Tôi lại ấn nhầm rồi. Đây tôi tôi đưa cái, cái trang này vào chỗ này để chưa? Và ta ấn này, chuột phải này, click chuột phải này và open with thì tôi chọn này. tôi thích cái tôi thích cái Google Chrome này thì tôi ấn vào đây. Và đây chúng ta nhìn thấy đây cái màn hình của tôi vừa chạy đây. Đây, this is the. Đấy chúng ta thấy không? Nó mở ra một cái trang của chúng ta chỉ rỗng như thế này thôi, nó chưa có cái gì the title thì chắc là đây tôi tôi để nhiều thứ quá tôi sẽ đóng bớt những cái này là YouTube rồi được chưa nhỉ? đây gì đấy bỏ bớt đi, chúng tôi tôi chỉ giữ lại cái uh, the New Boston này thôi được chưa? đó title title mọi người có nhìn thấy không nhỉ? đây the title đây. cái trang của chúng ta bây giờ trắng trơn, bởi vì cái phần nội dung chúng ta không có gì cả và cái phần head thì chúng ta chỉ có một dòng như thế đúng không nào? rồi ok và bây giờ tôi bật notepad lên để làm tiếp <laughs> bây giờ ta có, uh, uh, bây giờ ta có thể sửa sửa lại cái title một chút thì ví dụ của uh, this title bây giờ ta cho thêm là bài một chẳng hạn hoặc là cái gì vào đây bài một và ta thử xem lại nhé thì uh, ta lại uh, quay về uh, đây đúng không đây và ta refresh cái này nhé đó đúng không và tôi còn chưa chưa xoay vào cái văn bản này chúng ta phải uh, lưu cái này đã và chúng ta đưa cái này vào đây và chúng ta refresh nó đấy chúng ta thấy là nó khi ta thay đổi cái thì là ta thấy là cái và bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Và cái bài 1 này chúng ta cũng chỉ làm đến thế thôi. Chúng ta sẽ tôi hy vọng mọi người sẽ biết cách mở chú ý cái dòng thai và chúng ta thử mở notepad và chúng ta notepad plus slash chúng ta save file vào, và chúng ta thử mở nó bằng cách cho mình có thể click chuột phải Nên đó và open with ví dụ uh, open with Google Chrome hoặc là cái gì đó nha. Đấy, bài này chúng ta stop ở đây.